Hôm nay điều lạ xảy ra. Tự nhiên ở gần chỗ nhà Thảo ở có nấm mọc lên quá trời luôn nè quý vị. Ngay chỗ kế bên người ta đang sửa đường luôn. Ngộ quá ha. Dài dài các kia nữa kìa. Năm nay chỗ nào mà mọc nấm á, mọc dữ lắm luôn á. Thì không biết nấm gì luôn á. Nếu như quý vị không có biết chắc là nấm này là nấm gì á, mình đừng có sờ vào nha, đụng vào. Thường nấm cũng có nấm độc lắm á. Nó mọc ngay bên đường đi luôn quý vị. Lần đầu tiên Thảo thấy nấm mọc ở chỗ thành phố. Cơn mưa vừa dứt, lá vàng nó rơi đầy xăng luôn. Đường đi bạc ngàn lá vàng. Mưa xong rồi giờ Thảo đi chợ mua chút đồ ăn cho tụi nhỏ. Hồi nãy cho mưa tầm tã, muốn đi đi đâu có được đâu. Trời đã vào thu cho nên rải rác những cơn mưa cả tuần hả. Mưa khoảng 6 ngày đó. Cho nên bây giờ thời tiết nó chuyển qua lạnh rồi. Lúc nào đi ra phố cũng phải mặc thêm cái áo ấm. Hôm qua thì tự nhiên nó nóng lại, bữa nay thì lạnh lại tiếp. Thời tiết bên đây nó lạ ngộ lắm quý vị. Cho nên mình đi đâu ra đường mùa này á cũng phải đem theo áo khoác, không thôi là cảm lạnh á. Nhà Thảo á, ông xã Thảo Dương Úc bị cảm rồi. Sáng này mới đi bác sĩ lấy thuốc nè. Đi hồi tới chợ rồi quý vị. Chợ qua nhà Thảo cũng gần lắm. Đây cà rốt nè, Thảo lấy một bịch. Còn lựa củ nào bự chứ, này củ bự nè. Ủa củ bự này khác à. Đây sao tầng nhỏ không ta. Nhỏ không. Thôi lấy một bịch đi. Cái này bự hơn. Thảo lấy bịch này. Rồi Thảo sẽ lấy một bịch bánh mì này. Bịch này có 95cm à. Chạy ra 25.000 Việt Nam đồng quý vị. Thảo sẽ lấy bánh mì này. Giá 1 đồng 51cm. Thảo sẽ lấy một bịch bánh ngọt này. Bịch này giá 2 đồng 63cm. Đây Thảo sẽ lấy một bịch củ hành nha. Bịch này 2 đồng 3kg. Chợ cũng đông ghê luôn. Thảo lấy 4 trái nè. Một trái bơ vậy là 1 đồng 29cm quý vị. Thảo thích mua bơ gần chín. Thảo lấy 2 hộp này, một hộp là gần 1.5 đồng, 1 đồng 49cm. Thảo mua cái hộp này thịt bò nè quý vị, 2 đồng 85. Bolognese. Tao sẽ lấy cái bịch Nasi Extra Forma 1 đồng 79cm nè quý vị. Tao lấy sâm bông poulet, sâm bông gà quý vị. Này gần 2 đồng. Thảo lấy lạc đông nơ chuyên nè. Cái này cho lên tạc đờ lông pê nướng. Nó giá là 1 đồng 33 quý vị. Thảo lấy lạc đông phi mê 1 đồng 79. Thảo lấy
một hộp này như vết gà bao bột chiên giòn 6 đồng 49. Thảo sẽ lấy phô mai này, gái Thảo thích nè, có giá là 2 đồng 83. Lấy 2 hộp cho chị luôn. Hôm nay ưu tiên mua đồ ăn cho bọn nhỏ thôi. Chút nữa Thảo ghé chợ Việt Nam mua nước cốt dừa. Ở đây Thảo sẽ lấy 2 hộp bouquet thô phô mai này cho trai lớn nè. Hộp vậy là giá 2 đồng 89 đó quý vị. Sẽ lấy hộp này cho Út, giá 5 đồng. Hồi đầy xe quý vị ơi, thôi đi ra không thôi kéo không nổi. Thảo lấy bịch nuôi này giá 1 đồng rưỡi quý vị. Thảo sẽ lấy một bịch đường, đường này giá 1 đồng 4. Giờ Thảo lấy sốt ca 2 hũ, 1 hũ 1 đồng 04. Ơi, quên một hồi đầy xe luôn quý vị ơi. Thôi đi ra đi ra đi ra. Ở đây Thảo mua bao nhiêu đồ này nè quý vị. Giờ thì mới sắp đồ lên rồi, chờ tính tiền. Hôm nay Thảo đi chợ là 51 đồng 56 cm nữa quý vị. Giờ thì Thảo sẽ ghé chợ Việt Nam mua chút đồ. Chợ ra nó mới mưa tạnh nữa nè quý vị. Đi lẹ lẹ lại chợ Việt Nam thôi là mưa tầm tã luôn. Mà Thảo có đem theo cây dù. Giờ thì giá cả cái gì nó cũng lên hết trơn á. Hồi xưa đi khoảng giá tiền này á là đi cỡ 1,5 xe á. Giờ đi có 1 xe à, nó còn lỏng le. Tính ra giờ á, vợ chồng Thảo đi mua đồ ăn cho vợ chồng Thảo thì ít, nhưng mà mua cho 3 đứa nhỏ thì nhiều. Đứa nào nấy lớn rồi, 17 tuổi mấy rồi, 16 tuổi mấy. Cho nên nó ăn cũng mạnh nữa. Mà ăn mạnh là mình mừng, mình vui rồi. Có con Út là ăn ké với vợ chồng Thảo. Nhà Thảo thì thiếu cái gì cũng có, chạy qua một chút là có chợ rồi. Nhà Thảo đi qua chợ gần lắm, cho nên thiếu gì cũng không có sợ. Mà gần chợ hay xa chợ gì, Thảo thấy nếu mà gần chợ nó tốn tiền hơn là xa chợ. Xa chợ nhiều khi mình đi chợ từng lần, cái thiếu gì cũng gán chịu đựng. Còn đây mà gần chợ á, thiếu gì chị xẹt qua có. Cho nên Thảo nghĩ sẽ tốn tiền hơn những người ở xa chợ á. Quý vị Thảo nói có đúng không? Nếu không đúng thì quý vị cho Thảo ý kiến dưới phần bình luận nha. Thì theo Thảo nghĩ vậy thôi. Còn có nhiều người nghĩ sao mình không biết. Tại vì Thảo ở gần chợ nè, Thảo thấy là thiếu một cái là Thảo xẹt qua chợ liền. Trừ những ngày Chủ nhật, mà Chủ nhật á, ở đây chợ Việt Nam Thảo cũng mở cửa nha. Mà vợ chồng Thảo thì thường xuyên ăn đồ Việt Nam. Tụi nhỏ thì cuối tuần có tiệm quán cũng mở. Trung tâm chợ, cái chợ của Thảo đi là tuốt mệt đằng kia quý vị. Qua đây là chợ thứ 2, thứ 3 rồi. Ở đây nguyên cái chỗ để đậu xe cho khu trung tâm này á. Chợ Việt Nam là đằng kia. Mà chỗ nào chỗ nấy đậu xe lớn lắm đó, chợ Việt Nam đằng đó đó quý vị. Rồi nhà Thảo qua cái dãy hàng cây xanh đó là tới. Quý vị thấy gần không? Hi. Mua về là ăn 3 khui cái này liền cho bé ạc chiếu quý vị. Giờ ảnh bắt chước người ta vẽ kìa. Đó, vẽ 13, vẽ y chang luôn. Wow. Đấy, sang
sáng lúa lúa có gì sang ít wow giỏi chưa kìa bằng ít almost hai this week wait 18 it's up wait số 8 kỳ quá lạ lạ nha con boy đi vẽ lại hai số 0 á hai số 0 à ok số 0 trên số 0 dưới phải không ok mau quá No. Không đúng luôn. Tập viết xong rồi mấy anh chia ăn buổi chiều luôn quý vị. Đó là phô mai. Nướng ở dưới là thịt bò. Mình chỉ cần làm nóng lên là ăn thôi. À, chưa ăn ngon không? Ngon giờ ngón tay lên chồng bà của chú coi đi. Vâng. Dễ. Dễ ha, để mẹ đi lấy. Trong đây có thịt bò với sốt tomat. Dễ ăn lắm. Và thôi, video của gia đình Thảo đến đây xin tạm dừng nha. Thảo cảm ơn quý vị đã xem video. Thảo chúc quý vị nhiều sức khỏe bình an. Nếu như xem video thấy thích video của gia đình Thảo thì đừng quên cho Thảo một cái like nè. Bấm nút đăng ký và bấm luôn cái chuông để mỗi khi Thảo ra video YouTube gửi thông báo đến cùng quý vị. Và mẹ con Thảo luôn cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng gia đình Thảo nha. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi con trai yêu. Bye bye. Chúng mọi rồi, ông bà cô chú thông cảm nha.